Hello, xin chào mọi người, mình là admin của kênh Tiểu Trần Khám Phá Trung Quốc. Đứng bên cạnh mình đây là hôm nay là anh Tini Kun, TikTok thằng bán cây. Anh Tini Kun giới thiệu mình một chút này. Hello mọi người, thì anh đang có làm laptop đúng không? Anh cũng có làm một số kênh khác nữa. Thì lúc anh làm là thật ra anh đã có coi kênh của Thế rồi, tức là anh coi Tim Tiểu Trần rồi. Nhưng mà anh tách ra nhiều kênh anh làm lắm. Có một kênh ban đầu anh làm là nói đủ thứ tiếng này, có một kênh anh bắt đầu làm là nói tiếng Trung này. Xong sau đó thì anh mới thấy Thế vô cái kênh của anh và Thế comment. Hình như là anh nhớ cái Thế comment là một cái bài nói về Cao Lương Đỏ. Đúng rồi. Cao Lương Đỏ đúng không? Có phim coi Cao Lương Đỏ của Mạc Ngôn á. Đó, xong rồi anh mới nói chuyện với Thế, thì anh mới kêu Thế vô lên công ty của anh và ngồi nói chuyện anh em bàn bạc với nhau xem. Lúc đó anh có rất bất ngờ về cái chuyện rằng toàn bộ những cái mà Thế làm trên mạng xã hội á, TikTok này cái kiểu thứ là Thế tự làm luôn. Thật ra Thế là gần giống anh luôn á, tức là tất cả mọi thứ á, mọi người nghĩ rằng anh là một cái người có ekip hay có cái gì để xung quanh, không có. Anh cũng ngồi làm tất cả mọi thứ một mình luôn. Tức là hai người làm mọi thứ đều giống nhau cả. Thì đó, thì vậy thì anh em nó sẽ gặp nhau xong rồi nói chuyện. Xong sau đó thì Thế cũng chia sẻ với anh cái chuyện là Thế sẽ đi tìm cách để đi du học bên Trung. Xong anh cũng thấy, anh nghe câu chuyện Thế, anh hỏi Thế là học tiếng Trung như thế nào mọi thứ. Thì nói chung anh rất là ấn tượng với toàn bộ cái câu chuyện của Thế, là chuyện là mình tự nhiên mình cảm thấy mình hứng thú với chuyện du lịch nè. Xong sau đó mình sẽ bắt đầu mình học tiếng Trung nè. Xong mình chia sẻ cái chuyện đó và mình cố gắng mình tìm cách để mình có được cái học bổng ở Trung Quốc. Và bây giờ mình có học bổng ở Trung Quốc rồi. Anh Tin Quân này, thấy anh cái tên kênh TikTok là thằng bán cây. Sao lại là thằng bán cây không phải là cái khác, bởi vì cái nội dung của anh là ngôn ngữ, đúng không? Và những cái TikTok là thằng bán cây, gắn liền với cái tiềm cây của anh. Anh có thể giải thích một chút được không? Thì nói chung anh cũng là dân làm marketing đó, và anh cũng sẽ có rất nhiều bạn làm. Thì nguyên nhân mà anh build cái kênh này là một mình anh làm á, mà anh không kêu bất kỳ một ai vô làm cho nữa. Tại vì khi mà anh quản lý những bạn nhân sự mà các bạn cũng làm nội dung các kênh á, thì các bạn sẽ gặp vấn đề là các bạn hay than vãn là cái này khó quá, cái kia khó quá, cái nọ khó quá. Xong anh mới nghĩ là ok, bây giờ anh sẽ tự làm để cho mọi người hiểu rằng có thể một mình có thể làm một cái kênh nó thay nổi tiếng lên được á. Thì anh nghĩ là trong tất cả các định vị á, thì mình sẽ chọn định vị gì đây, thì mình chọn cây gì, mình chọn định vị gì đó to tát, thì mình đang có một cái tiệm cây thì mình tự gọi mình là thằng bán cây. Và sau đó thì mình, một thằng bán cây bình thường vẫn có khả năng gặp những người ở đây thế giới và chia sẻ và nói về kiến thức và khiến cho mọi người chú ý tới hay mọi người ngưỡng mộ tới, cho nên quyết định là ok, thay vì mình làm một câu chuyện gì đó quá tương tác, quá to tát đi, thì làm một câu chuyện thật sự của mình là câu chuyện về thằng bán cây thôi đó. Nói chung em xem kênh TikTok của anh khá là nhiều lần rồi, thì thấy anh nói được khá là nhiều ngôn ngữ. Anh chia sẻ cho em với khán giả một chút là anh hiện tại có thể nói được bao nhiêu ngôn ngữ, kể cả anh nói ít cũng được. Không, thật ra nếu mà nói là nói thẳng luôn là bỏ qua tiếng Việt một bên nha. Thì nếu mà nói gọi là có thể thực hiện một cuộc giao tiếp với mọi người và có thể nói đến cả những vấn đề địa lý và lịch sử và văn hóa luôn, thì anh sẽ nói được bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Thái. Đó là bốn tiếng này, là bốn tiếng mà anh sẽ nói vô được tới văn hóa, lịch sử, địa lý, tất cả mọi thứ luôn. Đó là những tiếng mà anh sẽ nói được. Còn những tiếng mà có thể chào hỏi xong nói ăn ôm chưa, tên gì này nọ kiểu, thì anh sẽ nói được bằng tiếng Đức. Anh sẽ nói được bằng tiếng một tí tiếng Ả Rập. Anh sẽ nói được bằng tiếng Tây Ban Nha. Anh sẽ nói được bằng tiếng Quảng. Anh sẽ nói được bằng tiếng Hàn luôn. Đó. Đó là những cái tiếng mà anh sẽ đi nói qua được là ăn uống, ngủ nghỉ, tên tuổi này nọ kiểu. Còn mà nói một hai câu á, thì anh sẽ nói được dù như tiếng Nga, anh sẽ nói được một hai câu nè. Tiếng Hindi cũng sẽ nói được. Tiếng Hindi thật ra thì ngày trước anh nói được kha khá, nhưng mà lâu rồi anh không dùng, cho nên là anh sẽ bị giảm đi. Đó. Nhưng mà bốn cái tiếng mà trụ cột mà anh có thể nói được về văn hóa, lịch sử, tất cả những thứ luôn á, thì bao gồm có tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Thái, với lại tiếng Nhật. Đó là bốn tiếng trụ cột. Vậy là mình tổng kết lại là bốn tiếng anh sẽ nắm được. Còn thêm 5 tiếng nữa anh sẽ giao tiếp đơn giản được. Đúng rồi, sẽ giao tiếp đơn giản. Với lại những cái chào hỏi bình thường thì thôi mình có thể mình bỏ qua một chút. Bởi vì những cái như hello hay gì đó thì cái khá đơn giản, thì mình học một hai ngày cái đó là đúng rồi, khá đơn giản. Vậy thì nói về bốn cái ngôn ngữ đó đi. Nhưng mà giờ tiếng Anh thì nó quá phổ biến rồi, mình không nói nữa. Giờ mình nói về bốn ba ngôn ngữ còn lại là tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung. Vì sao anh? Không, tiếng Nhật, tiếng Thái với tiếng Trung. Tiếng Nhật, tiếng Thái với tiếng Trung. Vậy tiếng Nhật với tiếng Thái thì sao lại anh lại có cơ duyên học hai ngôn ngữ đó? Tiếng Nhật với lại tiếng Thái thì tiếng Nhật thì anh học cũng rất là lâu rồi. Tức là ngày xưa thì anh nghe đồn là tiếng Nhật là một ngôn ngữ rất là khó. Khó này không? Thì anh nghĩ rằng mình nghĩ là nếu mà mình có thể học và mình có thể lấy được một cái bằng cấp của nó cao cao xíu á, thì nó làm cho một cái niềm tin của mình tăng lên. Vậy là anh quyết định đi học.
và anh học, và đúng là lúc đó thì anh học thì anh học khá tốt, nói chung là anh học ở bên trường Nhật á, trường ngữ á, và anh thường sẽ được học bổng và đứng nhất lớp ở tất cả các lớp đó. Xong sau đó thì anh tới lúc mà anh bị hết động lực rồi á, thì anh quyết định là không thi lấy bằng. Thì những cái cô trong trường thấy anh học tốt á, cô tự lấy hồ sơ của anh, cô đăng ký luôn, xong tới ngày thi cô kêu anh đi thi, thì lúc đó anh thi và lấy được cái bằng. Đấy là cái bằng lúc đó anh học tới N2. Nhưng mà sau một thời gian rất dài anh không hề dùng. Không thể dùng luôn. Chỉ gần đây anh dùng lại là cũng là có một cơ duyên là do anh làm marketing. Anh làm marketing cho thị trường UAE. Tức là thị trường các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất á. Thì anh phải dùng đăng video trên TikTok, thì anh phải đổi cái IP để cho người ta nghĩ rằng đây là nội dung làm thị trường đó cho cái bên marketing đó. Thì lúc mà anh đổi những cái như vậy á, thì anh mới nhận ra được rằng là à, như vậy mình có thể đổi qua IP qua bên Nhật. Thế anh gặp người Nhật nói chuyện thì anh dùng tiếng Nhật gần đây. Còn tiếng Thái là bởi vì lúc anh học, anh vào đại học á, thì anh học ngành Đông Phương, và anh định vào đó để học tiếng một tiếng nào đấy, một tiếng không nào? Phải là tiếng Thái, liên quan đến tiếng Đông thôi. Thì lúc đó là điểm của anh đủ để anh đăng ký tiếng Nhật và tiếng Hàn. Nhưng mà lúc đó anh cực kỳ mê chơi game và nó gặp rất nhiều vấn đề. Một là hôm bữa mà đầu tiên anh đi đăng ký á, thì sau khi đăng ký xong thì đóng tiền rồi á, đóng tiền học rồi á, chọn khóa thì mới nhận ra rằng là à, mình nộp học bạ vô á, là mình không phải nộp nguyên cái học bạ mà mình phải nộp cái bản photo công chứng với học bạ. Cái là trường kêu đi về, mà trường rất xa, học ở lên Trung Thủ Đức rất là xa. Thế là mình phải đi mình về. Thế là bữa đó đóng tiền xong có cái biên lai nhưng chưa có hồ sơ. Thế là trường hôm đó thứ sáu, thứ bảy nhật trường không làm việc. Cho tới ngày thứ hai anh vào anh đem cái học bạ công chứng á vào nộp cho trường, thì anh lại quên mang mất cái tờ biên lai mà nó đóng tiền. Thế là anh phải quay về. Anh quay về anh mà rất xa nha, tôi đi ra đi về là 2 tiếng đồng hồ. Xong tới ngày tiếp theo thì anh đi vào, anh đăng ký hồ sơ thì anh lại mặc cái quần cục. Thế là bảo vệ không cho anh vào. Bảo vệ không cho anh vào. Thế là anh quyết định là anh không thèm đăng ký luôn. Không đăng ký luôn. Trong đó tới khoảng 20 mấy ngày. Tới khoảng 20 mấy ngày thì do mình không đăng ký á, mình không chọn lớp á, cho nên họ sẽ xếp và họ sẽ chọn, họ xếp mình vào lớp tiếng Thái luôn. Xếp tiếng Thái luôn. Tức là do mình không đăng ký môn mình muốn nguyện vọng mình vào. Đó. Xong cái sau khi mà anh vào thì anh lý làm một cái tờ để xin chuyển nguyện vọng đúng không, nhưng mà mọi người nói là ok thử vô học một bữa đi. Thì khi mà anh vô học một bữa thì anh gặp cô giáo bây giờ vẫn còn liên lạc với anh, mà cô vẫn giúp đỡ anh rất là nhiều. Cô đó bây giờ cô ấy là cô hiện giờ là tiến sĩ rồi, cô ấy ngành ngôn ngữ này nọ cái kiểu á, thì cô mới nói về cơ hội của tiếng Thái tất cả mọi thứ. Anh thấy cái này hay hay vui quá. Thế anh chạy qua văn phòng anh kêu thôi rút đi, định cho anh chuyển thì do anh chuyển là anh quyết định học. Nhưng mà cuối cùng thật ra khi anh học tới khoảng hết năm nhất qua tới năm hai thì anh nghỉ đại học. Thì lúc đó cô rất là buồn, cô nói là nếu mà anh nghỉ đại học rồi thì sau này không biết là anh sẽ có thể làm được việc nào kiểu hay không. Cho nên anh có một cái ý nghĩ rằng là sau này mình phải làm một cái gì đó liên quan tới Thái Lan, để cho cô hiểu rằng mình vẫn làm được á. Thì tới lúc sau này tự nhiên anh đi làm tất cả những thứ trong ngành game á, anh nhận được một lời mời đi qua Thái làm việc. Thì của ông tổng giám đốc của Garena bên Thái, và ông mời anh 4 lần, tức là 3 lần là anh từ chối, nhưng cô cũng mời. Thì anh nghĩ ok, ông này ông đã mời nhiều lần như vậy, với là mình có một cái niềm tin trong lòng của mình là mình muốn làm một cái gì đó liên quan tới Thái Lan. Thế là anh đi qua Thái anh làm khoảng 1.5 năm đó. Thì đó anh qua đó anh Thái anh làm thì anh sẽ dùng tiếng Thái dạng như vậy. Thì ra cái tiếng Thái nó rất là gần với lại tiếng Việt, cho nên là nó không có quá khó cho cái chuyện học của mình đó. Rất là nice, nói chung là cũng là từ một cái cơ duyên không đổi được cái ngành mình muốn, cái môn mình muốn, nên thế nên là học tiếng Thái. Đúng rồi. Nói chung giờ tiếng Thái anh chắc cũng ok nhỉ, bởi vì anh ở Thái cũng khá lâu rồi. Tiếng Thái thì nói chung là anh nghĩ trong các ngôn ngữ của anh á, thì tiếng Anh sẽ là cái tiếng nó sẽ ok nhất. Còn những cái tiếng khác là những cái tiếng mà gần như là anh sẽ không gặp. Thật ra anh cũng đã đi phiên dịch tiếng Thái rồi. Thì nó đủ để mức mình không đi quá chuyên sâu, nhưng mà do mình không có bị quá ngại á, tức mình không bị ngại á. Tức là nếu như mình có thể là cái từ này mình không hiểu mình nghe được, mình sẽ ngay lập tức hỏi người đó là ok tôi không hiểu, giải thích lại cho tôi đi. Dạng như vậy luôn, chứ mình không có bị vấn đề là mình phải nói thật sự là lưu loát rồi uyển chuyển. Vậy trong quá trình anh học nhiều ngôn ngữ như vậy thì nó có bị lẫn lộn giữa các ngôn ngữ với nhau trong quá trình học không? Cái ngôn ngữ mà anh bị lẫn lộn là tiếng Thái và tiếng Trung. Hai ngôn ngữ này anh hình như hôm bữa anh có hỏi một số bạn, thì một số bạn cũng sẽ bị lẫn lộn. Tức là anh sẽ không gặp vấn đề khi nói giữa tiếng Nhật với tiếng Trung với tiếng Anh, tiếng Nhật với tiếng Anh, tiếng Thái với tiếng Anh. Tất cả những tiếng này không bị, nhưng mà khi anh nói giữa tiếng Thái với tiếng Trung là nó sẽ bị lộn. Tức là nó sẽ bị đứng lại, mình không tư duy được luôn. Ví dụ như là anh thì không biết rằng nếu như mà một người Thái người Trung nhầm, nhưng anh sẽ bị như vậy. Tức là có một lần anh nhớ là anh còn dẫn một cái đoàn phiên dịch người Đài Loan qua Việt Nam đó. Thì anh qua anh dẫn họ, anh dẫn họ về khách sạn, anh check in này nọ kiểu các thứ á, thì số phòng của họ anh sẽ nói lộn bằng tiếng Thái hết. Tức là số phòng của họ sẽ nói lộn bằng tiếng Thái hết. Tức là anh sẽ bị như vậy. Khi nói giữa chừng anh sẽ nói, ví dụ như nói thay vì giống như bây giờ anh đang cũng bị này nha.
khi anh nghĩ tới tiếng Thái và tiếng Trung là anh sẽ bị lẫn lộn. Là do hai ngôn ngữ đó nó tương đồng nhau hay là vì lý do gì? Anh nghĩ rằng tiếng Việt của mình nó cũng sẽ có sự như tương đồng nhất định với lại tiếng Trung. Tiếng Việt của mình cũng có sự tương đồng nhất định với tiếng Thái, và tiếng Thái nói chung nó cũng có một sự tương đồng, nhưng mà anh không hiểu, anh vẫn chưa hiểu, nhưng các bạn không đi vô tìm sâu là tại sao như vậy. Nhưng mà giữa tiếng Thái tiếng Trung là nếu như anh đang nói tiếng Thái mà anh gặp một người đó biết nói tiếng Trung thì riêng nó bị đá không, là anh bắt buộc nếu anh muốn nói tiếng Trung với họ anh phải chuyển qua tiếng Anh trước rồi đó. Anh nói với anh một thời gian cái đã, anh mới chuyển qua tiếng Trung thì nó được không, còn ngay lập tức từ tiếng Thái chuyển qua tiếng Trung hay từ tiếng Trung chuyển qua tiếng Thái là anh sẽ bị khớp liền luôn. Hai cái đó là anh sẽ bị lẫn. Và hôm bữa là có một bạn trên kênh của anh cũng nói là các bạn cũng bị lẫn hai tiếng đó lại với nhau. Vì thì nếu như vậy thì học nhiều ngôn như vậy thì anh cái thời gian, thời lượng anh sắp xếp như thế nào? Cái thời gian anh học ngôn ngữ này một ngày rồi ngày mai học ngôn ngữ khác hay là như thế nào? Anh thì anh không có quá cụ thể đến như vậy á, mà anh nghĩ là anh vẫn chưa làm hết công suất á. Tức là thật ra nếu như anh bỏ đi tất cả những cái thói quen xấu của anh á, thì anh còn có thể học được nhiều hơn. Anh nghĩ rằng người ta chỉ đang cái sự mà tối đa hóa năng suất của người ta không có dùng nhiều. Nếu mà mình thật sự mình quan tâm tới những thói quen tốt á, tức là mình nghĩ là ok mình phải học, mình phải làm tiếp, đây là cái không phải tốt hay không, thì anh nghĩ rằng người ta có rất nhiều thời gian. Nhiều khi em nghĩ rằng làm sao có thời gian học cái này, nhiều khi anh đang em ngồi đang ngồi lướt mạng xã hội mấy tiếng đồng hồ luôn, thì mấy tiếng đồng hồ em có thể học được mà, thì tất cả những cái thứ đó gom lại thì em có thể học được rất nhiều thứ. Anh nghĩ rằng nếu anh tối đa hóa năng suất của anh thì anh đáng lẽ phải có thể lưu loát được tới cả chục số tiếng rồi, chứ không phải là chỉ cái lượng số tiếng như vậy ha. Cho anh nghĩ cái đó không phải là vấn đề đâu, thì cái đó không phải vấn đề, là mình thực sự mình sẽ quan sát bản thân mình, mình nghĩ ok mình đang làm cái này thực sự mình đang có làm thói quen tốt hay không. Nếu không tốt thì thôi, giống như nhiều khi giống như mỗi tối anh đọc sách đi, anh có một cái phòng ở đây, một cái phòng ở đây, thì khi mà anh quyết định ở đây đọc sách á thì anh sẽ đem toàn bộ các thiết bị mạng của anh để bên đây, còn điện thoại máy tính, còn khi anh ở quyết định ở phòng ở đây đọc thì anh sẽ đem tất cả kia bên đây, để anh không có bị là vừa đọc xong vừa lướt này kiểu thứ, để cho mình có khả năng tập trung vào. Cho nên là anh nghĩ rằng chỉ cần mọi người có thể để ý quan sát và chân thật với bản thân mình á, tự thật với mình là ơi mày đang ngồi mày lướt mạng xã hội, mày bỏ ra mày không có thời gian học tiếng Trung thì mình vừa rồi thân mình thôi đấy. Cho nên anh nghĩ là cái đó là cái không quá khó. Bởi vì em trong cái quá trình học nhiều khi cũng cầm lướt mạng xã hội quên mất giờ đang học. Đúng rồi đó, thì anh nghĩ là nó không phải nằm ở trong thời gian, nó nằm cho là mình điều chỉnh các thói quen của mình, mình chịu quan sát bản thân luôn. Đúng. Vậy mình nói chuyên sâu về một chút về tiếng Trung đi, bởi vì em cũng là một người học tiếng Trung. Vậy thì anh cảm thấy tiếng Trung đối với người Việt Nam thì có khó hay không? Anh nghĩ là ngôn ngữ á thì nó thật ra là kể cả những tiếng rất gần tiếng Việt mình, ví dụ như tiếng Mường, tiếng Mường là tiếng rất gần với tiếng Việt của mình. Rồi những tiếng gần hơn, ví dụ như tiếng Lào, tiếng Thái, thậm chí tiếng Khmer cũng được xem là rất gần, mặc dù anh biết vài câu tiếng Khmer nhưng anh không thấy nó gần, nhưng mà mọi người cũng nói là nó gần đi. Nhưng mà dù là như vậy chăng nữa thì ngôn ngữ nó không dễ. Ngôn ngữ không phải là dễ, nhưng mà mình cũng phải hiểu một điều rằng ngôn ngữ không sinh ra để cho người ta không học được. Ngôn ngữ là cái thứ sinh ra, và ngôn ngữ cũng không có bao giờ đánh đố người khác nhé. Chẳng qua là người ta cố gắng làm nội dung, người ta twist rồi người ta nói những thứ là ok nó đánh đố nha, nhưng không phải. Bản chất của ngôn ngữ không phải là một thứ cần phải đánh đố người khác. Và dù nếu mà nhìn từ góc độ như vậy á thì tiếng Trung là cái thứ mà nó dễ học cho người Việt. Lý do là gì? Một là về yếu tố khách quan của nó, một là Trung Quốc rất là gần Việt Nam của mình, điều kiện rất gần, cách họ nghĩ cũng gần giống với người Việt mình so với người phương Tây hơn. Cái thứ ba hai là điều kiện, tức là gì, mình muốn học tiếng Trung đúng không? Phim ảnh nè, phim này đó giờ tất cả mọi thứ luôn, mình coi mình quan sát. Cho nên thật ra tiếng Trung á mình không được, mình đừng đi vô mình bị sa đà vô cái chuyện là phát âm giống nhau nè, kiểu cái đó là cái ai cũng có thể nói được. Các bạn nhìn vô, các bạn thấy trên mạng người ta phân tích đầy luôn, nhưng mình chỉ nói những thứ đơn giản này, phim ảnh này, văn hóa này, cơ hội việc làm. Anh lấy ví dụ như cái tiếng Trung của anh hiện giờ trình độ không thể nào so được với tiếng Anh, nhưng mà với trình độ như hiện giờ, số lượng người Trung Quốc liên hệ với anh để làm việc rất là nhiều. Tức là các bạn phải hiểu rằng đó cũng là một cái lợi thế chuyện học tiếng Trung. Lợi thế có nghĩa là gì? Mình nhìn thấy động lực, mình thấy phần thưởng của nó quá gần gũi, mình sẽ có động lực để mình học thêm. Và mình chỉ cần trình độ như thế này như thế nào. Ngày xưa là nhà anh bán, cũng có cái tiệm bán lan cái bên của người Trung, họ bán, họ gặp mình, họ muốn giao tiếp, họ muốn buôn bán hàng chung với mình, nói chung nó sẽ có rất nhiều cơ hội làm việc hơn. Cho nên là tiếng Trung bỏ qua về tất cả những cái mà người nói là khó về chữ viết, khó về các thứ đi. Cái đó là những cái mà ai cũng liệt kê đó. Thì anh nghĩ nha, đối với người Việt thì tiếng Trung là tiếng dễ nhất, tại vì nó là tiếng dễ kiếm tiền nhất. Cho nên nó sẽ dễ nhất. Đấy. Bởi vì em cảm thấy cái môi trường để học tiếng Trung nó cũng tốt hơn. Đúng, so với những cái ngôn ngữ khác. Bởi vì mình nói gì mình với Trung Quốc quá gần nhau. Đúng rồi. Giao lưu cả kinh tế văn hóa đều rất là nhiều. Đúng rồi. Vậy anh cảm thấy ở Việt Nam thì cái cơ hội việc làm cho những cái bạn sinh viên học tiếng Trung như thế nào? Bởi vì em cảm thấy bây giờ rất là nhiều người đang học tiếng Trung rồi. Thì anh cũng là một chủ doanh nghiệp, thì anh cũng có thể chia sẻ một chút.
bởi vì thì những người sinh viên hay những người trẻ như vậy người ta nói là ôi bây giờ sao nhiều người học tiếng Trung vậy thì sau này ra trường có việc làm hay không và anh chia sẻ một chút. Anh thì anh nghĩ là cái cơ hội việc làm nó sẽ rất lớn á, nó không chỉ là làm việc với Trung Quốc nha, mà làm việc, tại vì gần đây là anh nhớ là một cái bạn phỏng vấn của một kênh truyền hình lớn nhất của Đức á, thì toàn bộ các doanh nghiệp của Đức mà làm việc Trung Quốc á, họ chưa bao giờ nhìn thấy những cái doanh nghiệp mà trong đó những người phương Tây á giao tiếp với nhau bằng tiếng Trung mà nhiều đến như vậy luôn. Vậy tức là nó phổ biến đến như vậy, đúng rồi, tức là những cái doanh nghiệp Đức mà làm ở Trung Quốc á là nguyên một doanh nghiệp đang ở quốc gia là Đức luôn, mà toàn bộ những người phương Tây đó họ ngồi họ nói với nhau bằng tiếng Trung của tiếng Trung á, và có một cái phóng viên của đài truyền hình lớn của Đức đi vào phỏng vấn nguyên một cái chuỗi giống giống như vậy luôn. Tức là cái sự phổ biến của tiếng Trung nó trở nên rất là lớn, cho nên là không chỉ là cơ hội làm việc với lại bên Trung Quốc là một thị trường rất rộng, nó còn là cơ hội làm việc với lại các thị trường khác nữa. Nhưng quay ngược lại với những cái gần gũi nhất, các bạn hình dung nha, tất cả những cái xu hướng hiện giờ đang có, ví dụ như xu hướng bán hàng này, xu hướng bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, social commerce này, tất cả những thứ này, thì những nơi khác họ sẽ làm theo cái mô hình của Trung Quốc. Không chỉ Việt Nam mà đâu, Thái Lan họ cũng sẽ làm theo, Malaysia cũng làm theo, tất cả những nơi khác họ cũng sẽ làm theo. Có nghĩa là bên cạnh cái chuyện là mình đi làm cho người ta là chuyện người ta trả lương cho mình còn có thể tự làm bằng cách là mình biết cái ngôn ngữ đó, mình sẽ đi học cách người ta đang làm và mình có thể theo cái mô hình đó mình làm theo đó. Cho nên là các bạn phải hiểu rằng cái lý do các bạn nói là nhiều người cạnh tranh quá là bởi vì các bạn cứ đi theo cái hướng rằng nhìn bên ngoài thôi, đừng nhìn bên ngoài, nhìn vô bên trong bản thân của mình kìa, mình cảm thấy là ok hôm nay mình sẽ tiến bộ hơn, mình thấy ok thói quen của mình xấu đúng không, mình sẽ có một thói quen tốt. Thói quen tốt của mình là gì? Dùng cái lượng tiếng Trung mình đang trao dồi đi xem coi họ làm cái gì, mình có thể học theo họ mình làm được hay không. Đó là những cái như vậy, cho nên là cơ hội của nó rất rộng lớn. Tại sao mà vậy thì tiếng Anh cũng làm được mà. Các bạn sẽ hỏi mình một câu lượt lượt, mình nói quay lại một cái vấn đề nữa là tiếng Anh cũng sẽ làm được. Nhưng mà vấn đề là cái thị trường của tiếng Anh nó rất là xa so với cái thị trường của mình, tức là cái tập quán của họ, mọi thứ của họ. Thì bạn nói, ôi dây bạn dùng tiếng Anh, bạn nhìn thị trường Singapore, bạn nhìn thị trường Malaysia đi, họ không có gần giống thị trường của mình. Họ không, bạn không thể nào từ chối cái chuyện là thị trường Trung Quốc là một thị trường cực kỳ rộng lớn. Ai cũng đóng trước người Trung Quốc để làm theo những cái thứ như vậy, như vậy, như cái khu vực cái khối phía đông của mình cả. Thậm chí kể cả những bên như là người Hàn, họ cũng sẽ bắt chước người Trung Quốc. Người Hàn họ cũng sẽ bắt chước người Trung Quốc để làm những cái mô hình giống giống như vậy. Người Nhật thì khác. Người Nhật thì họ thích đầu tư, họ thích làm những cái thứ mà nó tỉ mỉ. Không phải tỉ mỉ mà đối với cái khẩu vị đầu tư á, và anh cũng có làm với người Hàn, cũng làm với người Nhật. Thì người Hàn họ sẽ muốn đầu tư những thứ mà nó ra giá trị vật lý hơn. Ví dụ như ok chế tạo, tạo tất cả những thứ họ sẽ đầu tư. Còn người Hàn á thì họ sẽ thích đầu tư vào những cái mang tính giải trí nè, mang tính kiểu có thể là vô hình hơn, mang tính giải trí rồi mang tính thi số, mang tính gọi là thậm chí là cái bên bển họ cũng làm những cái mô hình liên quan tới cá cược nhiều hơn đó. Thì người Trung Quốc thì họ sẽ nằm ở giữa của cái mô hình của người Nhật và người Hàn, là họ có hai mô hình và mình nhìn theo hơn đó. Mà mình chọn tại vì sao? Tại vì như em làm mấy kênh Tiểu Trần Khám Phá Trung Quốc của em cũng biết là mỗi khu vực của Trung Quốc á nó lại mang một cái âm hưởng khác. Tất cả mọi khu vực có mỗi khu vực khác thì mình nhìn xem mình sẽ học được luôn. Còn những cái nước khác thì nhiều khi nó sẽ bị hòa lẫn vô nha, mình nhìn thấy đúng một giá trị thôi, còn bên đây nó sẽ có nhiều giá trị hơn để mình tham dò, mình quan sát. Rồi câu hỏi cuối cùng đi. Vậy anh có lời khuyên như thế nào cho bạn sinh viên, các bạn trẻ hay là các bạn muốn mới bắt đầu học ngôn ngữ, bất kỳ bất kỳ những cái ngôn ngữ nào, anh có những lời khuyên nào? Rồi ok, thì cái này anh nghĩ là anh nói ra nhiều khi các bạn, nếu mà may mắn mà có duyên mà bạn nào nghe lời của anh mà hiểu được thì tốt. Tại anh nghĩ là các bạn còn rất là trẻ. Nhưng mà nó vấn đề như vậy nè, có rất nhiều người hỏi, dạo này cũng có một số tờ báo phỏng vấn anh hỏi là tại sao anh có thể tự tin anh giao tiếp với những người như vậy. Anh nói anh không có tự tin. Anh nói anh sẽ có nỗi sợ như tất cả các bạn, anh ngại ngùng như tất cả các bạn, anh bối rối như tất cả các bạn, anh có tất cả mọi nỗi sợ, anh sợ người ta nhìn mình, người ta đánh giá mình tất cả như thế nào. Nhưng mà bên cạnh đó anh có một cái luồng tư duy khác. Đây là cuộn luồng tư duy, nó có rất nhiều thực sách này. Một là chủ nghĩa khắc kỷ, hai là principle của Ray Dalio, tức là giống như là một cái con người khác của mình nhìn vô mình á. Thì anh tự hỏi cái nỗi sợ đó của mình á có đáng để mình dừng lại hay không, chứ không phải là mình đừng sợ nha. Không phải là mình đừng sợ, tại vì em không thể nào nói là ơi đừng sợ nữa, thế mình chỉ là người sợ, mình là con người, mình có đầy dẫy nỗi sợ hết. Nhưng mà cái con người kia của anh sẽ nhìn vô đánh giá là à đúng rồi, mày sợ đó nị, mày sợ đấy, nhưng mà cái nỗi sợ này á có đáng để mày dừng lại hay không. Cuối cùng nếu mày sợ không rồi á, rồi nếu dụ mày sợ thì mày bị người khác chỉ trích đi, người ta chỉ trích xong rồi sao, chỉ sao mình vẫn phải tiếp tục sống đúng không? Người ta kêu mà mình phát âm dở luôn, mình vẫn phải tiếp tục sống. Còn nếu mình dừng lại, mình không làm gì hết á, mình không đi được tới đâu cả, cái anh nhận ra rằng à ok nỗi sợ này cứ dài như vậy, nhưng mà để nó đó đi, mình vẫn chấp nhận cái nỗi sợ đó, nhưng mình vẫn phải làm cái việc mà mình cần phải làm. Bây giờ mình gặp người Trung Quốc luôn, mình mở miệng ra mình phát âm sai họ sẽ cười mình, nhưng mình vẫn phải mở miệng ra mình phát âm. Đúng rồi, đó là như vậy. Thì cái đó là cái một cái kiểu như vậy đó. Các bạn phải nhìn ra được rồi, đừng nói là đừng sợ, đừng nói rằng là đừng ngại, đừng bối rối, không, các bạn sẽ có những cái đó, nhưng bạn tự hỏi rằng cái đó có đáng để các bạn dừng lại hay không, và bạn chọn ra rằng không đáng, cuối cùng mình phải tiếp tục làm cái việc mà các bạn phải làm. Đó là về mặt tư duy tâm lý nhá. Còn về mặt đi vào kỹ thuật để học á, thì nó có một cái điều rất là quan trọng mà thật ra ở trong tiếng Anh mà nhiều bạn không nhận ra, mà nó sẽ là trong tất cả các tiếng khác luôn.
Ví dụ như các bạn có bao giờ, nếu các bạn phải tưởng tượng đi, bạn phải dạy một người nước ngoài học tiếng Việt, thì nếu mình mà mình dạy đi, anh là anh dạy đi, anh sẽ dạy những họ rất từ cơ bản, ví dụ như ăn nè, uống nè, ngủ nè, nghỉ nè, đánh nè đó. Xong anh sẽ không bắt họ học tiếp những từ ví dụ như là bươn chải này, lăn lộn nè, anh sẽ không bắt họ học những từ như vậy, mà anh sẽ nói là ok, từ đánh đúng không, thì tôi sẽ chỉ tiếp cho các bạn là đánh đập nghĩa là gì, đánh lén là gì, đánh đố là gì, rồi đánh tráo là gì, này nọ. Ví dụ ăn anh sẽ chỉ họ là ăn uống là gì, rồi gọi là ví dụ như là ăn nói là gì, nói chung anh sẽ gom tất cả những từ đó. Thì cái cụm này á, trong tiếng Anh nó gọi là phrasal verb, tức là cái cụm là cái cụm bản chất của ngôn ngữ là như vậy. Một đứa nhỏ nó học những từ rất cơ bản, xong sau khi nó học những từ cơ bản đó rồi á, thì nó sẽ gộp những từ cơ bản đó với những từ cơ bản khác và tạo thành một cái từ để nó phát biểu tiếp cái từ đó, và đi theo cái chuỗi như vậy. Và cái này nó mới là cái thứ mà chiếm tới 70-80% của tất cả các loại ngôn ngữ trên thế giới, chứ không phải là mình sẽ cố gắng mình đi học tất cả những từ phức tạp và mình cố gắng mình vượt qua một kỳ thi. Những cái từ phức tạp đó nó sẽ tới với mọi người, tức là khi các bạn có thể không gặp khó khăn trong chuyện giao tiếp á, thì các bạn đi vô môi trường một thời gian các bạn sẽ tiếp thu cái môi trường đó. Còn khi các bạn không có môi trường mà các bạn cố gắng học những từ phức tạp á, khó khăn như vậy á, thì tới một lúc đó các bạn sẽ quên sạch, các bạn không nhớ được đó. Thì anh nghĩ rằng tất cả các ngữ đều là như vậy cả, tất cả các mọi ngôn ngữ là như vậy, tại nó là cái hành trình của con người. Một đứa nhỏ nó học những từ rất đơn giản, sau đó nó sẽ gặp những từ đơn giản đó thành những từ ý nghĩa rất phức tạp. Giống như em phải hiểu rằng, ví dụ trong tiếng Anh đi, em có thể dùng một từ take thôi là lấy một cái gì đó, và nếu em ghép với tất cả những cái giới từ khác á, em có thể tạo ra mấy trăm nghĩa luôn, và mấy trăm nghĩa nó thay thế cho mấy trăm một loại từ vựng mà em phải học riêng. Nó là như vậy luôn. Thì về mặt kỹ thuật thì mọi người nên để ý tới chuyện như vậy. Nói chung là rất cảm ơn anh anh Tinikun cũng đã chia sẻ những cái thông tin rất là thú vị tới những các bạn đang học ngôn ngữ như em, để có những cái động lực đi, gọi là động lực đi. Mình không thể nói trước là nghe xong anh Tinikun này mở sách vở ra rồi học liền, cái đó là không có, nhưng mà có một cái động lực gì đó. Mình biết anh Tinikun đã từng học đã nhưng từng như thế này như thế này, và mình cũng là một con người, anh Tinikun cũng là một con người bình thường thôi, anh cũng đã đạt được những cái kết quả đó, thì mình cũng là một con người rất là bình thường, mình có thể đạt được kết quả đó, các bạn cũng vậy. Video hôm nay thì rất là cảm ơn anh Tinikun đã tham gia phỏng vấn cùng kênh Tiểu Trần Khám Phá Trung Quốc. Rất mong là cái kênh Tiên Khôn của anh là càng ngày càng phát triển hơn, chia sẻ đến những điều bổ ích tới cho các bạn. Rồi ok mọi người nha, thì mình nghĩ là hành trình của Thế tới thời gian tới mình nghĩ cũng sẽ rất là đáng xem, cho nên mọi người cũng follow cái kênh này nha, tại vì mình cũng đang follow cái kênh này của Thế luôn. Ok, cảm ơn mọi người, bye bye. Bye bye.